Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi tiếp về cái công cụ cuối cùng ở trong nhóm công cụ tạo hiệu ứng của Corel, đó là công cụ Blend. Công cụ này thì Corel cũng có, Illustrator cũng có. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái cuộc so sánh giữa hai cái phần mềm mà có cùng tính năng. Thì có những thứ Illustrator mạnh hơn, có những thứ Corel mạnh hơn. Và đây là một trong những cái công cụ mà Corel vượt trội hoàn toàn so với lại công cụ của Illustrator. Về mặt bản chất thì Blend là cái gì? Blend là một sự hòa trộn giữa hai đối tượng gốc với nhau để tạo nên một chuỗi trung gian. Chuỗi trung gian đó nó sẽ biến đổi dần dần từ hình dáng của đối tượng gốc nọ sang hình dáng của đối tượng gốc kia, và màu sắc thuộc tính của đối tượng nọ sang thuộc tính của đối tượng kia. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa bằng cách là có hai cái hình như thế này. Ví dụ tôi có một hình vuông màu đỏ và tôi có một hình tròn màu vàng chẳng hạn. Nếu mà tôi blend hai cái đối tượng này vào với nhau thì tôi sẽ có một chuỗi trung gian giữa hai đối tượng này. Và thao tác của chúng ta làm như sau. Tôi sẽ chọn công cụ blend. Sau đó thì tôi kéo trực tiếp từ đối tượng nọ sang đối tượng kia. Và bằng cách này thì tôi tạo ra một chuỗi đối tượng trung gian giữa hai cái đối tượng chính là nằm ở hai đầu của chuỗi này. Ở đây chúng ta thấy là mặc định của Corel nó sẽ để cho chúng ta làm mức độ là 20 bước trung gian. Bây giờ nếu tôi hạ xuống còn độ khoảng 5 bước trung gian thì các bạn sẽ thấy là nó như thế này. Nếu 3 bước thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đấy. Blend là gì? Blend là nó tạo ra cái chuỗi này đây, chính là ba cái đoạn ở giữa này. Đó. Đầu này là vuông, đầu này là tròn. Nếu mà trên quan hệ Blend, chúng ta sẽ thấy rằng khi sinh ra cái chuỗi đối tượng trung gian này thì từ đầu vuông bắt đầu tròn dần tròn dần tròn dần để chuyển sang hình tròn ở đầu này, và ngược lại là từ hình tròn ở bên đầu phía bên phải nó vuông dần cho tới trở thành vuông ở cái đối tượng gốc ở phía bên trái. Màu sắc cũng thế, chúng ta sẽ thấy là từ đỏ chuyển dần sang cam đỏ, cam bình thường, cam ngả vàng và sang vàng, và ngược lại thì chúng ta lại thấy là vàng sang cam ngả vàng, cam và cam ngả đỏ, và cuối cùng thì sang đỏ. Như vậy là chúng ta sẽ tạo ra được một cái chuỗi vừa hình dáng cũng như về màu sắc là có tính chất trung chuyển từ cái đối tượng nọ sang đối tượng kia. Thì đấy là bản chất của cái lệnh mà hay là cái hiệu ứng blend. Thế thì khi mà chúng ta làm việc với một chuỗi blend như thế này thì chúng ta lưu ý mấy vấn đề. Hai đối tượng gốc sẽ quyết định thuộc tính, sẽ quyết định cái sự trình bày như thế nào của cái chuỗi blend. Thứ nhất là về mặt vị trí. Một khi tôi di chuyển một trong hai cái đối tượng gốc này thì lập tức cả chuỗi blend nó sẽ di chuyển theo, nó sẽ thay đổi theo. Đấy. Rồi về mặt kích thước, một trong hai cái này mà tôi kéo lớn nó lên hoặc là thu nhỏ lại thì lập tức chuỗi trung gian cũng sẽ bị ảnh hưởng và cũng sẽ bị thu phóng, thay đổi kích thước theo. Rồi thuộc tính về màu sắc chẳng hạn, nếu như tôi không để cái này là màu vàng mà tôi thay nó sang thành một màu xanh chẳng hạn thì cái chuỗi trung gian của nó cũng sẽ đổi màu theo. Bất kể đầu nào cũng thế, đầu hình vuông cũng vậy, mà đầu gì đấy ạ, đầu hình tròn cũng vậy. Một khi chúng ta thay đổi thuộc tính của một trong hai cái đối tượng gốc này thì lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái chuỗi blend. Vấn đề thứ hai là chúng ta có thể can thiệp vào những cái gì ở đây. Ngoài cái bước trung gian đó, blend object này, tôi có thể tăng hay giảm cái số lượng của cái này để tạo ra nhiều hay ít các đối tượng. Đây, ví dụ 5 cái trung gian này, 10 cái trung gian này, ví dụ thế, thì cái mật độ nó sẽ dày hơn. Chúng ta có thể tăng hay giảm con số này để chúng ta gia giảm cái số lượng đối tượng tham dự vào cái chuỗi trung chuyển. Tiếp nữa thì chúng ta có một vài cái tham số, ví dụ như là brand direction,
bằng cách là bấm vào cái này, chúng ta có thể xoay chuyển các cái đối tượng ở trên cái chuỗi blend trung gian để cho nó quay theo yêu cầu của chúng ta. Chúng ta có thể loop blend cho nó dịch chuyển như thế này, hoặc chúng ta có thể can thiệp vào một số thứ, ví dụ như sau. Ở đây các bạn cần lưu ý nhé, khi các bạn bấm vào một trong hai đối tượng gốc thì nó chỉ khai báo về cái đối tượng gốc đó, nhưng đồng thời nó kèm thêm một cái chữ control, tức là cái đối tượng chính ở trong cái chuỗi này. Đấy, cũng giống như là hôm trước chúng ta nói về cái nói về những cái đối tượng gốc ở trong các cái hiệu ứng khác ấy. Đấy, ví dụ như issue chẳng hạn. Đấy thì cũng thế, tức là bấm vào đối tượng gốc thì nó sẽ khai báo đối tượng gốc nhưng kèm theo một cái chữ là control để biết rằng đấy là đối tượng chủ ở trong cái chuỗi hiệu ứng. Thế còn bấm vào cái giữa này thì nó mới hiện lên các option cho các bạn làm việc ở trên cái chuỗi blend này. Thế bây giờ chúng ta xem là chúng ta có thể làm được những cái gì ở trong chuỗi blend. Trước hết là tôi chứng minh về cái sự hơn của cái chuỗi blend này so với lại blend của Illustrator. Illustrator thì nó không cho phép blend theo cái vòng tròn, tức là kiểu gì nó cũng sẽ là một chuỗi blend hở. Nhưng mà Corel thì cho phép chúng ta làm thành một chuỗi blend khép kín. Đây, ví dụ chúng ta xem như thế này, lấy về quy tắc pha màu cho nó dễ nhé. Ví dụ như chúng ta nói là ba màu chính ở trong cái phương pháp pha màu, đấy là đỏ, vàng và xanh, đúng không? Bây giờ ví dụ tôi pha màu này, đây là đỏ này, đó, đây là vàng này, đây là xanh này. Ví dụ tôi có ba màu như thế này, các bạn quan sát khi mà chúng ta sử dụng blend chúng ta phối như thế nào. Đây, bây giờ ví dụ tôi cho nó là ta đi. Đây, đây là chuỗi blend giữa đỏ và vàng, hay là cái sự phối màu giữa đỏ và vàng. Nếu như bây giờ tôi muốn, tôi lại có thể làm gì đấy, một chuỗi giữa xanh và vàng này. Nếu muốn nữa tôi có thể kéo như thế này. Các bạn thấy rằng là cái này nó thể hiện đúng một cái quy tắc phối màu pha màu mà chúng ta vẫn có thể là gặp ở trong cái phương pháp pha màu tô màu mà chúng ta vẫn là được học ở trên những cái môi trường mà về thiết kế hay là vẽ vời. Thế nhưng mà lời khoan nói về cái chuyện gọi là pha màu hay không thì các bạn nhìn thấy rất rõ là tôi đã tạo ra một cái chuỗi blend khép kín. Đấy, không có điểm nứt, không có điểm điểm hở. Illustrator không làm được cái này. Illustrator kiểu gì nó cũng sẽ có một cái đoạn hở. Đấy. Nhưng mà Corel thì cho phép tạo ra một cái vòng blend khép kín. Đấy là cái điểm khác biệt, điểm mạnh đầu tiên mà chúng ta có thể chứng minh luôn ở trong cái chuỗi blend giữa Corel và Illustrator. Thì cái thằng này nó mạnh hơn đấy, trong cái ứng dụng. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp đến trường hợp nữa, đấy là blend Corel có cái điều gì đặc biệt nữa nào. Đây, chúng ta sẽ xem thử nhé. Tiếp tục thì về blend chúng ta có thể làm một số các cái thao tác như sau cho cái chuỗi blend. Ở đây thì chúng ta có ba cái tùy chọn về phối màu khi mà chúng ta thực hiện blend. Đấy là direct blend, đấy là clockwise blends, và cuối cùng là gì đấy, counterclockwise. Tức là trên bánh xe màu, khi mà chúng ta phối giữa một cái đối tượng này với đối tượng kia, ngoài cái chuyện là thay đổi về mặt thuộc tính về hình ảnh hay là độ lớn nhỏ, thì nó còn phối giữa cái màu, tức là một trong các thuộc tính quan trọng nhất của cái đối tượng ở trong Corel, từ màu của đối tượng gốc nọ sang màu của đối tượng gốc kia. Và chúng ta sẽ thấy có cái sự khác biệt nếu như chúng ta chọn một trong ba cái chế độ này. Ví dụ như là cái direct blend thì nó sẽ đi thẳng trực tiếp trên bánh xe màu, từ cái màu nọ sang đến màu kia theo đường thẳng. Còn nếu mà đi theo clockwise thì nó sẽ đi theo cái chiều gì đấy ạ, chiều kim đồng hồ, nó chạy men theo cái bánh xe màu.
để chạy từ màu đỏ đến màu kia. Nhưng nếu counter thì chúng ta lại có một cái hiển thị khác hẳn. Đây, clockwise này, counter clockwise. Điểm bắt đầu và điểm cuối của chuỗi vẫn là một màu đấy, nhưng mà hai màu nó chạy nó sẽ gì đấy, ngược chiều nhau trên bánh xe màu. Thế còn thằng direct này thì trong trường hợp này thì khá giống với lại cái thằng counter clockwise. Đấy, có một chút khác nhưng mà nhìn thoáng qua thì nó tương đối giống, nhưng giữa hai cái chế độ là clockwise và counter clockwise thì chúng ta sẽ có ngược chiều hoàn toàn ở trên bánh xe màu. Đấy là cái lựa chọn của chúng ta về chế độ hiển thị phối trộn màu. Thứ hai là chúng ta có một số các cái tùy chọn này để chúng ta xử lý. Ví dụ như là chế độ Object and Color Acceleration. Chế độ này nó giúp chúng ta điều chỉnh cái gì? Đây các bạn quan sát. Khi chúng ta bấm vào cái bảng thoại đây, bảng thoại này, Object and Color Acceleration, thì chúng ta sẽ có một cái bảng thoại nhỏ mở ra, trong đó nó có hai trường được hiển thị bằng hai cái con trượt, một trường là Object và một trường là Color. Trường hợp mà bình thường mặc định thì chúng ta sẽ thấy có một cái khóa hai cái trường Object và Color này lại. Để làm gì? Để khi tôi kéo một con trượt ở phía trên hoặc phía dưới thì cái phần ở còn lại, con trượt còn lại nó sẽ trượt theo. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai trường là gì đây? Object là chỉ các cái đối tượng và màu, color thì là chỉ màu sắc cho các đối tượng đó. Bây giờ tôi kéo cái con trượt object thì các bạn nhìn thấy là tôi đang chuyển dịch, tôi đang xô đẩy các cái chuỗi trung gian sang một đầu nào đó trong hai cái đối tượng gốc. Đấy. Mặc định bình thường thì cái blend này nó sẽ phân chia rất đều, nó chia đều khoảng cách giữa hai đối tượng gốc và giữa các đối tượng trung gian. Có bao nhiêu đối tượng tôi không biết. Đấy. Có thể chỉ là một đối tượng trung gian ở giữa, nhưng cũng có thể là 100 đối tượng trung gian ở giữa. Nhưng về mặt nguyên tắc thì blend của Corel nó sẽ chia đều khoảng cách giữa các đối tượng này với nhau. Thế nhưng mà khi chúng ta kéo cái con trượt object này thì chúng ta sẽ xô đẩy cái chuỗi này và nó sẽ không còn đều nhau nữa, nó có thể bị dồn về một đầu nhiều hơn so với đầu kia. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta kéo một cái như thế này thì một đối tượng dồn đi thì có nghĩa là màu nó cũng dồn theo. Đấy. Màu nó cũng sẽ dồn theo so với lại cái sự dịch chuyển của vị trí của các đối tượng ở trong chuỗi blend này. Thế nhưng nếu mà tôi bỏ cái này đi thì tôi có thể kéo một cách đơn giản, đó là gì ạ? Tôi kéo một đối tượng, nhưng mà cái đối tượng còn lại tôi kéo một thuộc tính, đúng không? Tức là về mặt vị trí thì thuộc tính còn lại color nó kệ, nó không có thay đổi theo. Thì nếu mà chúng ta muốn can thiệp thì chúng ta có thể bấm vào cái này để chúng ta tháo khóa nó ra. Tuy nhiên là nếu mà dịch chuyển như thế này thì nó có mấy vấn đề. Ở cái bản mới thì Corel mới thì nó có phát sinh ra thêm một số các cái tùy chọn như thế này, đó là size acceleration. Ở đây tôi sẽ phải lấy một cái ví dụ khác để cho các bạn nhìn nó rõ hơn nhé. Tôi lấy một cái hình như thế này đi, một hình tam giác và một hình tam giác và một hình tròn nhé. Và kích thước của nó cũng sẽ to nhỏ tương đối khác biệt nhau một tí để chúng ta quan sát cho nó dễ hơn. Đây, bây giờ tôi cho blend hai cái thằng này với nhau. Chúng ta nhìn thấy là ở trong cái chuỗi này thì một khi mà tôi kéo các cái con trượt ở đây, hoặc là tôi vào đây tôi kéo cái tham số acceleration này, thì các bạn sẽ thấy là có một cái điểm gì đó nó hơi bất bình thường. Ở các phiên bản cũ thì gì đấy, dồn thì cứ dồn, ông có thể thay đổi vị trí, nhưng độ lớn của các cái đối tượng mà nằm ở chuỗi trung gian này nó sẽ không bị thay đổi. Thế nhưng nếu như mà tôi bấm chọn cái size acceleration này,
Đây này, các bạn xem đây này. Khi tôi kéo về đầu này thì những cái đối tượng ở sát đầu của đối tượng mẫu mà to ấy, thì nó cũng to theo. Tại vì nó là gì đây? Nó là một phần ở trong chuỗi trung gian giữa các cái kia. Ở một vị trí nào đó giữa chuỗi trung gian này, nó ở vị trí nào thì nó sẽ có kích thước đó. Đây, các bạn quan sát. Tôi càng kéo về cái đầu tròn này thì các cái hình trung gian này nó càng nhỏ đi theo cái vị trí tương ứng. Tôi kéo nó sang phía đầu to thì các đối tượng trung gian nó cũng to theo tương ứng nếu như nó nằm gần đối tượng to. Tuy nhiên nếu như mà bây giờ tôi bấm vào cái size acceleration thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi kéo sang đầu to hay tôi kéo sang đầu nhỏ, màu nó có thể đổi nhưng mà về mặt kích thước thì nó không đổi. Đấy, nó không có cái độ gọi là biến đổi theo cái vị trí thực. Đấy, để cho nó phù hợp với lại cái vị trí mới của nó ở trong chuỗi blend. Thì cái này là một cái phần cải tiến khá là lớn của Corel ở các phiên bản mà gần đây. Các cái phiên bản thấp hơn ví dụ như là Corel 5, hình nếu mà tôi nhớ không nhầm thì Corel 5 đổ xuống là nó chưa có cái phần chỉnh này để mà nó phù hợp với lại cái vị trí thay đổi của chuỗi blend. Tiếp nữa thì chúng ta có một số các cái tùy chọn như này. Đây là một cái phần mà tương đối là đặc biệt. Ví dụ đây, chúng ta sẽ có một cái lệnh là lệnh split. Lệnh split là gì? Lệnh split là nó sẽ bẻ gãy. Lệnh split nó sẽ bẻ gãy cái chuỗi blend ra. Và nó cho phép tại cái điểm mà chúng ta bẻ gãy ra, nó sẽ thêm một cái điểm điều khiển mới vào trong cái chuỗi blend. Bình thường ra chúng ta sẽ chỉ có hai cái điểm điều khiển chính thôi, đấy là hai cái đối tượng gốc ban đầu, thằng ngoài cùng bên trái và thằng ngoài cùng bên phải ở chuỗi blend. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta dùng split, chúng ta có thể chỉ định thêm một cái đối tượng nào đó nằm giữa chuỗi blend đó, cũng có đóng vai trò giống như là hai cái đối tượng gốc ở hai đầu. Đây, bây giờ chúng ta xem thử trường hợp này nhé. Đây, bỏ tạm cái thằng này xuống đây, rồi lại lấy lại cái chuỗi này. Bây giờ tôi nhắc cái thằng này ra và tôi tăng cái số lượng lên một tí nhé. Ví dụ bây giờ tôi cho nó là 5 đi. Đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là đối tượng gốc, đúng không? Tôi đổi màu một trong hai đối tượng gốc thì chuỗi blend thay đổi. Tôi đổi đối tượng này thì cái này nó cũng thay đổi. Nghĩa là chỉ có các đối tượng gốc thì mới đóng vai trò gì đấy ạ? Đóng vai trò can thiệp vào và làm thay đổi cái thuộc tính của chuỗi blend. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi lại sử dụng cái lệnh split. Ví dụ, này, nhìn kỹ trên màn hình này. Khi tôi bấm vào cái lệnh đấy nha, xem lại cái lệnh này, vào phần gì đó, more blend option, thêm các tùy chọn nữa cho blend đó. Đây thì chúng ta sẽ thấy, bấm vào này, chọn split này. Khi chúng ta chọn split thì các bạn sẽ thấy có một cái mũi tên cong queo như thế này, màu đen. Mà bây giờ nếu mà tôi chỉ vào một đối tượng nào đó, tôi nhấp vào nó, ok, xong. Bây giờ đối tượng này đã được coi như là một đối tượng gốc mới. Và bằng việc bấm vào đây thì các bạn thấy là tôi đã thay đổi được màu của cái đối tượng ở giữa này. Và ví dụ tôi dịch thì các bạn thấy là cả chuỗi blend cũng dịch theo. Tôi tăng kích thước thì cả chuỗi blend cũng tăng kích thước theo. Như vậy là tôi đã tạo mới thêm được một gì đấy ạ? Tôi tạo mới thêm được một đối tượng điều khiển nữa ở trong chuỗi blend. Vốn là trước chỉ có hai cái thằng nằm ở ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải là đảm nhiệm vai trò là chỉ huy cái chuỗi blend này thôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã tạo ra thêm một cái đối tượng nữa. Và đối tượng này có toàn quyền giống như là cái đối tượng kia. Một khi nó có thay đổi về bất cứ một cái vấn đề gì liên quan tới nó, ví dụ như vị trí, ví dụ như kích thước, ví dụ như góc quay, ví dụ như là tô màu, vân vân, nó sẽ tạo ra sự thay đổi cho cả chuỗi chứ không riêng gì hai đối tượng hai đầu nữa. Đây cũng là một cái điểm rất rõ, thằng Corel hơn đứt luôn cái thằng Illustrator. Illustrator chỉ có hai đối tượng hai đầu thôi. Đấy.
Còn Corel cho phép bẻ gãy cái chuỗi này ra và thêm các cái đối tượng điều khiển mới vào. Illustrator không làm được điều đó. Tiếp nữa thì chúng ta còn có thêm một số cái như thế này. Đây, chúng ta sẽ có một số cái nữa là các lệnh như là new start, show start, new end, show end. Tại sao lại xuất hiện những cái này? Tại vì là không phải lúc nào chúng ta cũng dàn hàng ngang một cái chuỗi blend ra, đôi khi chúng ta xếp chồng nó lên rất là nhiều và chúng ta không nhìn thấy các đối tượng ở bên trên hay bên dưới. Đấy, khi mà nó xếp chồng vào nhau nhiều như thế, không phân biệt được chính xác đâu là đối tượng đầu, đâu là đối tượng cuối của chuỗi blend. Và trường hợp như thế, khi mà chúng ta muốn tìm một trong các đối tượng gốc để mà chúng ta thay đổi thuộc tính thì chúng ta tìm rất là khó. Nhưng mà với các cái lệnh là show start hay show end như thế này thì chúng ta rất dễ để chúng ta tìm ra một cái màu nào đó ở trong cái một đối tượng nào đó ở trong chuỗi blend. Đây, bây giờ chúng ta quan sát cái thao tác như thế này. Tôi lấy ví dụ, tôi có một cái hình như thế này. Bây giờ một hình thật bé như thế này. Hai cái hình này nếu như tôi blend vào với nhau thì sao? Nhìn như thế này thì tương đối dễ đúng không? Tại vì là số lượng nó ít thôi, nhưng bây giờ tôi cho nó lên cả 100 đi, 200 đi xem nào. Chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái chuỗi blend như thế này mà gần như là không tìm thấy cái, rất khó để bấm trúng được cái đối tượng gốc. Đấy. Thế trong trường hợp như thế này thì tôi bấm vào đây, tôi chọn bằng cách là chọn gì đây ạ? Show start. Bấm vào đây, lập tức nó sẽ cho chúng ta thấy là cái đối tượng nào là đối tượng start ở trong này. Và tôi chọn được rồi thì tôi có quyền là gì đấy ạ? Thay màu cho nó. Và qua đó thì tôi sẽ tác động đến cả chuỗi blend. Hoặc ngược lại, bây giờ tôi chọn là gì đấy? Show ends. Thì đấy, khi mà tôi thay cái end, tôi chọn được cái end rồi thì tôi cũng có quyền là gì đấy? Thay đổi thuộc tính cho nó. Và bằng cách như thế này thì tôi cũng tác động được vào chuỗi. Thế đến đây chúng ta thấy là nó còn có một số lệnh nữa, ví dụ như là lệnh new start, lệnh new end. New này là cái gì? À, vừa nãy là show là chỉ tìm kiếm là thằng nào là thằng khởi đầu, thằng nào là thằng kết thúc trong cái chuỗi blend. Nhưng bây giờ new là gì? New có nghĩa là tôi bỏ đi cái đối tượng start hoặc đối tượng end cũ của cái chuỗi blend, và tôi cho nó blend thành một cái chuỗi mới. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi lấy một hình chẳng hạn như là một hình ngôi sao đi. Ví dụ này, bây giờ tôi có một cái hình ngôi sao như thế này và tôi sẽ thay cái chuỗi blend này giữa hai đối tượng hình vuông bằng một đối tượng hình vuông với lại một gì đấy ạ, một đối tượng hình ngôi sao. Đây, tôi sẽ làm như sau. Chọn cái chuỗi blend trước đã, sau đó thì khi cái option này nó hiện lên, tôi mở cái này ra và tôi chọn New Start. Tôi chỉ sang thế ạ. Tôi chỉ sang cái ngôi sao này. Click. À, nó có điều kiện của nó. Đó. Start Object must be behind End Object. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải thay đổi cái tầng thứ của những cái này. Đấy. Ví dụ tôi đưa cái thằng này xuống dưới cùng đi. Ship gì nhỉ? Đưa xuống dưới cùng là cái gì nhỉ? À rồi, Ship Path Down. Tôi dịch chuyển cái vị trí của nó, bây giờ tôi làm lại nha. New start này. Click. Đấy. Các bạn thấy là cái đối tượng blend hay là cái chuỗi blend cũ nó bị tháo rời ra. Trước đây là một sự bắt tay giữa hai hình vuông. Thì bây giờ thôi, nó tháo dỡ tất cả những cái liên kết giữa hai hình vuông đó, nó lại bắt tay sang với lại hình gì đây? Với hình ngôi sao ở bên ngoài, nó tạo thành một chuỗi blend mới. Cũng tương tự như thế, nếu mà bây giờ tôi chọn lệnh gì đây ạ, new end, thì cũng phải chọn và tôi lại phải làm sao đây, chỉ sang, và bây giờ nó cũng yêu cầu một số các cái tùy chọn đấy, muốn như thế thì lại phải làm sao đây, làm cao hơn đấy, và bây giờ tôi lại chọn new end. Đấy, và lúc này thì nó lại
cho chúng ta hòa trộn giữa cái hình vuông to với lại hình ngôi sao, thay vì là với lại cái hình vuông nhỏ. Thế đến đây thì chúng ta đã thấy là cái chuỗi blend sơ qua như thế, trình bày sơ qua như thế, chúng ta thấy tương đối nhanh, đó là cái sự linh hoạt ở trong cái cách trình bày cũng như là cách làm việc của cái chuỗi blend này. Bây giờ chúng ta còn một vài cái nữa, ví dụ như là học về thuộc tính, đúng không? Sao chép thuộc tính. Ví dụ tôi có một cái chuỗi blend như thế này. Tôi muốn học theo cái thuộc tính của chuỗi blend khác thì tôi có thể chọn là gì đấy, copy blend property, sau đó tôi chỉ vào một cái chuỗi blend mẫu thì nó sẽ lấy cái số lượng gì đấy hòa trộn của cái thằng này, nó dán sang thằng kia. Và đây nó có hai cái nhé, các bạn để ý, đây là hai cái đối tượng mà chưa blend. Tôi có thể chỉ cho một cái nhóm blend để học theo một nhóm blend, hoặc là hai đối tượng chưa hề blend. Đây, trường hợp này là chưa hề blend, tôi chỉ chọn thôi nhé, tôi chỉ chọn hai đối tượng này thôi, tôi chưa blend nó. Tôi bấm chọn công cụ và tôi chưa làm cái gì hết, tôi bấm vào đây và tôi lấy thuộc tính sang thì nó cũng học theo như thế. Đấy. Còn nếu như cái này đã là một chuỗi blend rồi thì nó cũng sẽ học theo cái thuộc tính cần thiết. Đây, ví dụ thằng này chỉ có blend 3 bước trung gian thôi, nhưng nếu như bây giờ tôi lại chọn copy cái này thì nó sẽ lấy theo cái thuộc tính là gì đây, 200 bước blend để nó đưa sang, ví dụ như thế. Và để tháo dỡ thì đây, trong Corel thì nó luôn luôn có hai chiều gắn vào tháo ra, đúng không? Group, ungroup, vân vân. Thế thì để tháo dỡ một cái blend thì chúng ta sẽ chọn cái chuỗi blend, sau đó thì các bạn bấm vào cái lệnh gì đấy, clear blend này, thì lập tức là nó sẽ tháo dỡ cái chuỗi blend ra và nó trả về thành các đối tượng gốc ban đầu. Không có một đối tượng nào bị mất thuộc tính gì cả, thằng bên trái hay thằng bên phải, thằng start hay thằng end thì nó vốn cái thuộc tính gốc của nó là cái gì, thì sau khi mà gỡ blend ra là nó trả về đúng nguyên vẹn như thế, không xuất sát mảy may, không thay đổi thuộc tính gì hết. Thế đến đây thì chúng ta thấy là các thao tác để tạo hoặc là gỡ hoặc là điều chỉnh đối với nhóm blend thì cũng không khó khăn lắm. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế một tí xem blend nó làm cái gì nhé. Ở đây thêm một cái nữa, đó là blend thì có thể là được chỉ định để chạy trên một cái chuỗi, chạy trên một cái đường dẫn. Đây, ví dụ tôi có một hình như thế này. Đó. Tôi có thể blend nó vào với nhau. Đây. Bây giờ tôi muốn cho nó chạy trên một đường dẫn. Tôi cần có đường dẫn. Đường dẫn này có thể là kín, có thể là hở, tùy chúng ta. Đó. Đây, chúng ta có hai đường dẫn hở và kín. Bây giờ tôi cho nó gắn vào một blend chạy vào đường dẫn thì bằng cách là chọn cái chuỗi blend, chọn đường dẫn, sau đó thì đây, chọn chuỗi blend này. Bây giờ chúng ta có một cái lệnh như thế này. Đây, ở đây thì nó gọi là path property. Ở các phiên bản thấp hơn thì tên nó hơi khác một tí, vị trí nó cũng hơi khác một tí đấy. Sẽ phải lục tìm ở trong cái đống icon ở phía trên này mới tìm ra nó. Đây. Các bạn mở nó ra và các bạn tìm thấy một cái lệnh gọi là lệnh new path. Sau khi chọn xong thì các bạn lại thấy một cái mũi tên compel cũng giống như vừa rồi. Và bằng cách là chỉ cái mũi tên này vào cái đường dẫn mà các bạn muốn thì lập tức là cái chuỗi blend này nó nhảy vào và nó bám vào gì ạ? Nó bám vào đường dẫn. Đến đây thì các bạn bảo có vẻ như là bám vào cái đường dẫn thì bám rồi, nhưng mà rõ ràng đường dẫn làm ra là để dẫn hướng cho các đối tượng này cơ,
chứ không phải là chỉ bám dính như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta còn điều chỉnh nó bằng cách như thế nào? Chúng ta thực hiện tiếp một số các cái thao tác như sau. Vào trong cái phần More Blend Option, các bạn có một cái lệnh là lệnh Blend Along Full Path. Bấm vào đây, lập tức cái số lượng đối tượng sẽ được phân bổ một cách đều đặn ở trên cái đường dẫn này. Đấy. Cái này thì không lạ. Nào bây giờ chúng ta làm thử đối với đường dẫn kín nhé. Đây, New Path này. Và bây giờ tôi chọn vào hình tròn này là hình khép kín, đường path khép kín. Sau đó thì tôi sẽ cho nó blend along full path. Có lẽ là đang bị một cái gì đó sai sót ở đây, nó bị chọn nhầm rồi. Đây, nhắc cái thằng này ra đã, nó khỏi bị ảnh hưởng. Đây, blend này, new path này, bây giờ tôi chọn vào đây. Đấy, và nó bám vào, nó bám vào cái đường dẫn là hình tròn. Bây giờ sổ cái lệnh này ra và chọn blend along full path, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ làm ra đẹp, nó sẽ phân bổ đều ở đây. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy dứt khoát là nó hơn đứt thằng Illustrator. Illustrator chỉ cho phép gán cái đối tượng vào trong cái đường hở thôi, Corel thì bất chấp, hở cũng chơi mà kín cũng chơi. Đấy. Và nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái độ uốn cong của cái đường path, giống như là thằng Illustrator thì cong nhiều hay cong ít nó sẽ ảnh hưởng luôn tới cái độ phân bổ của những cái đối tượng nằm ở trong chuỗi blend. Nó sẽ phân bổ chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ mật độ cao, chỗ mật độ thấp tùy theo vào cái độ cong của cái đường dẫn. Tuy nhiên là Corel thì không bị ảnh hưởng với cái đó. Corel đã nói phân đều là phân đều, không có cái chuyện là chỗ dày chỗ mỏng. Đấy. Thế và thêm một cái nữa, chúng ta sẽ có một cái lệnh như thế này, đó là lệnh rotate on object. Bình thường đây thì chúng ta thấy là mũi cái ngôi sao của chúng ta thì làm sao nhỉ? Cái mũi nhọn nó hướng lên trên đúng không nào? Chân nó nằm ở dưới. Và tất cả các ngôi sao này đang là ngôi sao đứng. Với lại cái hướng là hướng lên trên. Đấy, nhưng mà nếu mà nó phân bổ đều thì nó phải xoay, ấn một vị trí nào đó nó phải xoay chút cái mũi nhọn của nó xuống. Thì trong trường hợp này chúng ta còn có cái lệnh nữa là lệnh gì đấy? Rotate on object. Lập tức là các cái đối tượng này nó sẽ xoay dần để mà nó phù hợp với lại cái vị trí của nó. Đây, một cái ví dụ này các bạn nhìn sẽ dễ hơn nhé. Thay vì sử dụng cái này, tôi sẽ sử dụng một cái lệnh như sau. Chúng ta vào menu text đi, chúng ta vào phần insert character ở đây. Cái này là chúng ta đã nói rồi trong cái lúc mà chúng ta làm ở cái bảng cái nội dung liên quan đến text. Bây giờ tôi mở một cái thư viện này ra và tôi tìm tới cái phông. Đây, ví dụ chúng ta có thể tìm tới cái thằng webding chẳng hạn. Này, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có một số các cái hình vẽ như thế này. Các bạn cứ thử hình dung, bây giờ tôi lấy một cái hình đây. Ra đây. Cái này thì nó vừa là text mà nó lại vừa là hình. Nếu như các bạn chọn cái phông webding này mà các bạn đặt các bạn gõ như bình thường gõ text thì nó sẽ ra như là text như thế này. Còn trong trường hợp mà các bạn kéo thả thì nó là hình. Đây. Túm kéo thả ra các bạn sẽ có một cái đối tượng như là hình. Thế bây giờ đây là trái đất nhá. Được chưa? Đây là trái đất. Bây giờ chúng ta làm một cái hình người đứng trên trái đất chẳng hạn. Này. Bây giờ tôi lấy một thằng người đứng trên trái đất. Các bạn xem thử này, ví dụ này, trước hết là muốn đi theo cái trái đất này thì tôi cần một cái hình nó cũng sẽ đồng tâm với lại cái trái đất này, CE này,
Trên đây tôi dùng cái này như là một cái phương tiện để blend. Trước tiên là tạo chuỗi blend đã. Sau đó thì tôi gắn cái blend này vào trong cái đường dẫn. Sau đó thì tôi cho nó blend along full path. Nó phân bổ đều. Đó. Đến đây thì trông này cũng vẫn một đều thì đều rồi, nhưng mà nó buồn cười. Đúng không nào? Và tôi muốn rằng là một trong những cái đối tượng này nó phải xoay đi cho nó đúng. Thì bây giờ tôi lại phải sử dụng cái lệnh gì đây ạ? Rotate on object. Đấy, và bây giờ nếu cần thiết tôi sẽ tìm tới gì đây ạ? Tôi sẽ tìm tới những cái đối tượng show start đây. Đây, start này được rồi. Bây giờ show ends đây. Đây. Đối tượng này khi mà tôi xoay nó thì các đối tượng kia nó cũng xoay đều, đúng không nào? Và bây giờ bằng cách là xử lý như thế này, tôi đã bắt đầu là cho các cái đối tượng là người của tôi nó đứng như là vốn có ở trên mặt đất, đúng không nào? Chân nó phải đặt lên lên trái đất, đúng không? Nó chịu sức hút mà, thì nó phải đứng như thế này mới đúng. Thế còn việc giấu cái đường dẫn này đi thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc là sử dụng cái công cụ shape này, chúng ta chọn riêng nó, sau đó thì các bạn chuột phải vào đây, các bạn giấu cái đường dẫn đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái đối tượng của chúng ta nó đứng đúng như là phân bổ đều ở trên cái trái đất, và chân nó hướng về tâm trái đất theo cái lực hút, ví dụ như vậy. Thì đây là cái thêm một cái hiệu cái phần điều chỉnh rất là quan trọng của blend, có nghĩa là cho phép chúng ta xoay chuyển và xoay đều các cái đối tượng ở trên cái đường dẫn. Thế còn ứng dụng thì ứng dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Ứng dụng một cách đơn giản nhất. Ứng dụng cách đơn giản nhất là tôi phân chia đều một cái gì đó. Đó, tôi phân chia đều một cái gì đó ở trên một cái đường dẫn. À không phải, xin lỗi, không phải đường dẫn mà tôi phân chia đều khoảng cách. Đấy, trước đây là tôi cứ phải là ví dụ như là vẽ ra một cái hình như thế này chẳng hạn, và tôi cần phải chia đều, tôi sắp xếp khoảng bao nhiêu cái đấy. Thì bây giờ tôi cứ phải tính toán là bao nhiêu cái này, xong mỗi cái nó cách nhau bao nhiêu này. Đấy, thì chúng ta sẽ lại phải tính toán rất là nhiều. Nhưng này thì chúng ta không cần cái chuyện đó. Đó. Tôi không cần quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ cần là có bao nhiêu cái thế thôi. Ví dụ một đầu là ở đầu trang giấy này, một cái là ở cuối trang giấy này. Tôi chỉ cần biết điểm đầu điểm cuối thôi. Đó, và sau đó thì tôi xử lý nó bằng cách là tôi blend giữa hai cái này. Đấy, thế còn bao nhiêu thì chúng ta tăng hay giảm ở đây? Chắc chắn là nó đều. Về mặt nguyên tắc là nó sẽ chia đều. Đấy là cách chia nhanh nhất và đơn giản nhất đối với những cái đối tượng mà nó giống nhau. Đấy. Chỉ cần biết điểm đầu điểm cuối thôi là chúng ta có thể giải quyết được rất nhanh cái này. Ví dụ một số cái nữa đi. Chẳng hạn như là chúng ta có một cái hình vẽ nào đó, trong một số trường hợp mà muốn vẽ một cái gì đó, blend cũng là một cái phương pháp hỗ trợ tương đối là nhanh, tương đối là hợp lý. Các bạn có bao giờ phải vẽ một cái bản đồ tương đối là đơn giản trong các cái kỳ mà các bạn học lịch sử hay là địa lý không nhỉ? Có biết cái đường bờ sông nó vẽ nào không? Còn nhớ đường bờ sông được vẽ thế nào không? Một cái đường, sau đó nó sẽ có các đường gạch chéo. Đây, chúng ta sẽ xem ví dụ đường bờ sông nhé. Tôi có một cái đường cong cong như thế này, đây là đường bờ sông này, ví dụ như thế. Thế vẽ một đường rồi thì đến đây đã xong chưa? Chưa phải. Nó còn yêu cầu chúng ta vẽ một loạt các cái thứ như thế này nữa cơ. Và bây giờ tôi lại phải sử dụng một sự hỗ trợ như thế này. Đây. Đấy, một cái minh họa kiểu bờ sông đại loại nó là phải có một loạt các đường chéo này chạy theo một cái đường dài. Thì đấy là cái đường mô tả bờ sông. Nhưng vẽ thế này thì rất là lâu. Nhưng mà tôi có thể làm xử lý cái vụ này nhanh hơn nhiều bằng cách là gì đấy ạ? Tôi chỉ cần lấy một hình thôi. Đó, lấy một vạch này thôi.
Sau đó thì tôi làm sao đây? Tôi kéo nó ra đầu này, tôi blend nó vào. Đấy. Cần bao nhiêu vạch thì làm cho nó dày lên. Đó. Sau đó thì tôi sẽ cho cái blend này blend vào đường dẫn chính là cái gì đấy ạ? Chính là cái đường bờ sông này. Sau đó thì blend along full path, giải nó đều ra. Đến đây thì tôi làm gì? Đến đây tôi bắt đầu tách nó ra. Ctrl K nhá, tháo dỡ này, Ctrl K. Tách cái blend ra khỏi vật đường dẫn thì tôi sẽ nhắc được cái thằng này ra ngoài. Đấy, và cuối cùng thì tôi chỉ làm thêm một chút việc nữa là tôi nhắc hai cái thằng ở hai đầu này lên một chút. Ví dụ như thế. Thì tôi có thể vẽ cả một cái đường bờ sông dài với các đường chéo này rất là nhanh. Chỉ bằng cái thao tác là blend một chuỗi thôi. Đấy, ví dụ như thế. Còn bây giờ ứng dụng còn nhiều lắm. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái khối giả ba chiều, được chưa? Giả ba chiều thì chúng ta làm là nào? Tôi chỉ cần blend các cái đối tượng vào với nhau thôi. Còn nhớ cái bài hôm trước tôi gửi cho các bạn không nhỉ? Cái bài mà cái đầu DVD ấy. Còn nhớ cái hình hình cái điều khiển đấy không nhỉ? Cái remote điều khiển đấy. Thực ra thì cái remote điều khiển đó nó được vẽ một cách rất là nhanh. Cái khối remote đó thì tôi vẽ như thế này. Đó. Tôi chỉ việc là vẽ một hình này. Tôi tô cho nó một màu nào đó. Sau đó thì tôi nhân bản lên thêm một thằng nữa. Đó, hai thằng này tôi sẽ blend vào với nhau. Cho nó một con số lớn lớn vào một tí. Các bước chuyển đi. Thì đến đây tôi có thể làm được gì rồi? Đây, các bạn thấy là với một cái một trong hai đối tượng gốc đúng không? Tôi chỉ cần dịch nó đi một chút là tôi sẽ có một cái khối ba chiều ảo rất là nhanh, vô cùng nhanh luôn. Đây, tôi dịch một trong hai cái này, tôi có thể là đổi chiều này, tôi có thể tăng giảm cái độ dày mỏng của cái khối này, đúng không? Đây, làm mỏng đi thì tôi đẩy sát hai thằng này vào nhau, làm dày lên thì tôi kéo nó ra như thế này, chuyển hướng, chuyển chiều, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, vân vân. Thì tôi có thể làm rất nhanh bằng cách là làm ảo một cái khối ba chiều như thế này. Mà đây là khối dẹp nhé. Khối cầu cũng làm được không? Khối cầu cũng làm được. Này, bây giờ chúng ta xem lại cái khối cầu. Một hình này. Đó. Bây giờ tôi có thể vẽ một hình nào đó. Tôi giả lập. Có lẽ là bé hơn một tí đi. Cũng tô màu giống như thế. Sau đó thì tôi lại vẽ một cái hình khác bé hơn một tí nữa. Tô một màu có thể là sáng hơn hay tối hơn một tí đi. Ví dụ như này. Thế bây giờ bản thân là tôi sẽ gì đấy? Tôi blend giữa cái bé này với cái nhờ nhỡ này. Tăng lên đi. Bằng cách như thế này thì chúng ta bắt đầu gây ra một cái giả lập là nó có cái sự vồng lên, nó có cái sự nổi khối cầu lên. Đó. Mà làm thì đúng ra là chúng ta làm là gì đấy? Chúng ta có hai cái. Đây các bạn nhìn này. Thực ra là một cái là bẹt là cái nền ở dưới. Đấy, cái này với cái này nếu tôi tách ra thì nó sẽ là màu này với màu này có giống nhau. Giống để làm gì? Giống để đến lúc mà hai cái khối mà đã được làm hơi nổi lên thì cái đế của nó ăn được tiếp vào cái khối lớn hơn. Đấy. Đây, tôi nhắc cái này vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó ăn được vào cái phần này. Muốn làm lõm, đây, ví dụ tôi lại làm lõm đi. Thu lại.
lấy cái màu sẫm sẫm một tí. Bây giờ hai thằng này tôi blend vào với nhau thì sao? Này, một thằng lớn hơn, một thằng bé hơn một tí. Hai thằng này blend vào với nhau. Tất nhiên cũng phải tăng cái độ cái thước blend nó cao lên một tí. Chúng ta có thể đặt lệch đi. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể cho cái hình này nó tối đi thêm một tí. À đây, bằng cách là chúng ta đặt như này thì nó sẽ tạo ra cái ảo giác là về về cái độ lồi độ lõm của nó đó. Ví dụ cái núm của cái quả đúng không, ví dụ như thế. Còn nhiều cái nữa, đây là tạo khối, vừa tạo khối này vừa tạo chuyển màu này, có rất là nhiều cả cái ứng dụng cho cái thằng này. Tôi có thể cho các bạn xem một số cả cái bài mẫu có liên quan tới cái này. Đây, ví dụ như bài này. Các bạn quan sát này. Một cái hộp mà đồ nhìn thì trông có vẻ là công phu lắm trong cái thao tác mà để làm để vẽ cái này, nhưng mà thực ra thì cái hộp này nó được tạo ra một cách hết sức là đơn giản. Nếu như tôi nhắc ra đây cho các bạn xem thì các bạn thấy à, cái này là một thứ mà hóa ra là làm rất là dễ. Này, tôi tháo bỏ cái blend này, trả về hai đối tượng gốc. Nó chẳng qua là một đối tượng như thế này. Đây, tôi đánh dấu cái đường viền này cho các bạn nhìn thấy nhé. Hai đối tượng như này thôi. Bằng cách là blend hai cái này vào với nhau thì nó tạo ra cái hình khối. Tại vì nó gì nhỉ? Nó chuyển dần các đối tượng trung gian. Nó từ to nó bé dần thành cái bé và chuyển màu từ cái phần xám sang thành phần trắng. Nó gây một cái ảo giác cho chúng ta về cái độ vòng dần lên đó. Tương tự như thế, chúng ta có nhiều nhiều cái mà chúng ta có thể làm cũng gần giống như thế. Blend có làm được về nổi khối hoặc là lõm lồi không? Có, đúng không? Đây, chúng ta xem thử lại. Muốn làm lồi lên thì chúng ta sẽ để những cái đối tượng mà đồng tâm đồng dạng với kích thước bé hơn nhau, to hơn nhau, nó rõ ràng một tí. Sau đấy thì chúng ta chỉ việc là gì đây? Blend nó vào với nhau. Đấy, tăng dày cái mức độ này lên. Và tất nhiên là các bạn nên bỏ cho tôi cái gì đấy ạ? Bỏ đường viền đi, tại vì nếu không thì nó blend cả cái đường viền màu đen vào thì nó sẽ rất tối. Ví dụ như này. Đấy, rõ ràng chúng ta đang tạo ra được một cái hình nổi lên. Thực ra về một mặt nào đó chúng ta sẽ thấy nó tương đối giống thằng công tua đấy, ở cái góc độ là gì đây ạ, center đó. Nhưng thằng này thì nó linh hoạt hơn cái thằng công tua, tại vì công tua thì nó chỉ có đều và đồng tâm đồng dạng thôi, nhưng mà thằng blend có quyền là gì đấy, thằng blend có quyền nhắc ra một vị trí khác. Đây các bạn nhìn đây này, blend nhắc ra được, nhưng công tua thì kiểu gì nó cũng sẽ chỉ nằm ở một chỗ thôi, cho nên là nó không chỉnh được góc. Thằng này thì tôi có thể là gây ra một cái ảo giác về góc nghiêng được. Đấy, blend cho phép chúng ta gây ảo giác về góc nghiêng, trong khi công tua thì không, công tua lúc nào cũng đồng tâm đồng dạng. Đây, chúng ta xem thêm một cái bài nữa nhé, cũng có liên quan đến cái này. Vừa rồi là chúng ta mở bài bao nhiêu rồi nhỉ? À, 14, vậy thì mở tiếp bài 13. Đây.
thêm nữa này. Đấy, hai này. Đây, ví dụ đấy, cái như vừa rồi tôi vừa để mở cho các bạn xem qua, không những là nó mô phỏng về khối, về lồi, về lõm, đây nó còn mô phỏng cả về chất liệu đây này, rồi ánh sáng này đó. Các bạn nhìn ở đây thì trông nó rất là long lanh hay là trông rất là nịnh mắt, nhưng cái này làm bằng gì? Tất cả đều làm bằng blend. Đây tôi nhập thử một cái đối tượng ra cho các bạn xem nó là cái gì nhé. Ungroup ra. Ở đây tôi nhắc thử một cái giọt nước ra, chuột phải đây, ta cùng xem. Thứ nhất, đây là một cái blend, nó được đặt ở trên một cái hình cũng đồng dạng thế này, chẳng qua là để tạo cái gì đấy ạ, tạo cảm giác là về cái bóng ở bên dưới. Thế còn cái phần nổi lên như thế này để trông giống như cái giọt nước, nó cũng chẳng qua là một blend thôi. Tháo ra đây, tôi có một hình như thế này và một hình như này, hai hình này blend vào với nhau thì nó tạo ra gì đấy, nó tạo ra cái cảm giác về một giọt nước đang vòng đầy lên và nó có một cái độ phản quang căng lên ở trên cái bề mặt. Tất nhiên nhìn ở ngoài này thì nó sẽ không ăn thua mấy, nhưng nếu chúng ta đặt nó vào đúng cái vị trí, đúng cái nền màu sắc phù hợp thì trông nó rất là giống đó. Đây giọt nước này cũng thế. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp giọt nước này, có một tí bóng này, và đây riêng cái đoạn phản quang này thì là chúng ta vẽ thêm một tí thôi đấy. Thế còn lại cái phần này nó vẫn là blend giữa một cái sáng và một cái tối, một cái to và một cái nhỏ, để gây nên một cái cảm giác nó vồng lên và nó có cái độ phát sáng ở cái giọt nước tròn tròn. Rồi phần đổi màu ở cái đoạn này, đây cũng là một cái blend thôi. Đây tôi nhắc ra cho các bạn xem, tháo ra đây, thì chúng ta chẳng qua là có một màu sáng, một màu tối, làm cho nó đúng thì nó sẽ tạo ra những cái vệt mà vệt màu dạng như thế này. Thế đây là cách để mà người ta mô phỏng về hình khối, về sáng tối, về chất liệu ở trong Corel. Trước khi có những phương tiện hoặc là có những cung cách khác, ví dụ như hôm trước tôi giới thiệu với các bạn một cung cách khác là sử dụng cái hiệu ứng gì nhỉ, drop shadow đúng không ạ, để tạo ra được một cái vết bóng mờ, và từ vết bóng mờ đó chúng ta chỉnh về màu, về độ trong đục, về độ nhòe hay là sắc nét của nó, để mà tạo ra một cái hiệu ứng lừa mắt về khối cũng như là về sáng tối, và kể cả tác động về màu nữa. Thì đấy là một kiểu, và kiểu đấy thì tôi nói thẳng luôn, nó là kiểu không chính thống đấy, đấy là kiểu rất là mẹo. Thế còn đây cũng là một cách mà người ta sẽ sử dụng làm blend. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái nữa, một cách nữa là cái cách vẽ bằng bằng lưới, màu lưới. Nhưng màu lưới thì nói thẳng luôn, màu lưới là cái thứ mà học theo của Corel so với Illustrator đấy, chứ không phải là cái nghiên cứu gốc, cái sáng tạo gốc của thằng Corel đấy. Chúng nó vẫn học lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau rất là dữ dội, nhưng mà cũng học theo nhau đấy. Ví dụ như là trong Corel thì chúng ta thấy có cái màu lưới là nó học theo của thằng Illustrator, nhưng ngược lại sẽ có một số cái thằng Illustrator lại học theo thằng Corel. Đấy thì nó cứ học theo nhau hết những cái hay của nhau, để mà nó đưa ra các cái chương trình nó ngày càng hoàn thiện. Đấy, thế thì như thế là chúng ta có thể là sử dụng cái blend vào rất là nhiều việc, và mình có thể là dựa vào cái sự sáng tạo trong suy nghĩ của mình, để mình có thể ứng dụng nó một cách hợp lý trong một trường hợp cụ thể nào đó. Quay trở lại một bài rất cũ mà hôm trước tôi đã từng nói với các bạn nhé. Bây giờ các bạn có thể làm cho tôi bao nhiêu cách để tạo ra cái mặt đồng hồ, cái mặt số đồng hồ? Ít nhất là các bạn có thể thêm hai cách nữa sau khi mà chúng ta đã trao đổi thế này.
À rồi, blend along phương pháp rồi, đấy là một phương pháp đó. Còn phương pháp nào nữa không? Còn phương pháp nào để có thể tạo ra các vạch số đồng hồ nữa không? Này, quay trở lại nhé. Ví dụ đấy, đấy mới là cái chuyện mà tôi muốn ở các bạn. Tức là chúng ta nói là nói về cái công cụ hoặc là cái tư duy sử dụng công cụ một cách cơ bản để nắm được nó, để làm cho được cái đối tượng lại như thế. Nhưng còn áp dụng nó vào trong một cái công việc cụ thể, một cái đòi hỏi cụ thể thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái tư duy của mình. Mình có năng động hay không, mình có sáng tạo hay không trong cái cách đặt vấn đề. Đấy. Ví dụ bây giờ bài hôm trước là tôi đưa ra cho các bạn là một cái mặt đồng hồ đúng không? Và bây giờ tôi chỉ cho các bạn thêm hai cách. Và hai cách này là những thứ mà chúng ta cũng mới học gần đây. Đó. Blend là chúng ta vừa mới nói rồi thì đương nhiên chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Đây, ví dụ một vạch. Bây giờ tôi vẽ một vạch này. Thế bây giờ vạch này có rồi thì tôi sẽ làm một cái blend bao nhiêu rồi đây ạ? Rồi, thế có nghĩa là ở giữa này là bao nhiêu? Ở giữa này là 58 thôi đúng không? Tại vì là nó vẫn còn hai đối tượng gốc nữa. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cho nó blend vào một đường dẫn. Bây giờ tôi cho nó gì đây? Blend along full path, đúng không? Tôi cho tiếp là rotate on object để cho nó xoay đều đi như thế này. Thấy chưa? Xoay xoay đều luôn. Thế cuối cùng là bây giờ tôi giấu cái đường dẫn này đi thôi. Thì tôi sẽ có các vạch số như thế này thì nhanh hay chậm ạ? Tương đối nhanh đúng không? Thế đấy, vạch số tôi có thể làm rất nhanh như thế. Đấy là ứng dụng luôn cái blend. Thế còn một cách khác nữa chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây? Đây, bây giờ tôi lại làm một cách khác cho các bạn coi. Nó không chính thống lắm nhưng mà cũng có thể coi là một cách. Đây, liệu các bạn nghĩ đến chưa? Chúng ta sẽ sử dụng cái này. Tôi gám một ký tự vào trong đường dẫn. Và nếu như bây giờ tôi lại cứ tiếp tục thì sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Chữ y hoa này có được coi là một vạch không? Vấn đề là bây giờ tôi chỉ cần lấy đủ số lượng rồi đúng không? Và cuối cùng là tôi sẽ ra làm sao cho nó đều. Tất nhiên là phải đếm. Cái trò này thì hơi mệt hơn cái thằng kia là tôi không biết trước được nó là bao nhiêu. Đó, nhưng mà tôi phải đếm, đếm để làm sao cho nó đủ cái số 60 vạch đấy. Và cuối cùng thì tôi sẽ ra làm sao cho nó đều ở trên cái vạch này. Đây phải là một cách, được coi là một cách không? Đấy, ví dụ như thế, tức là các bạn sẽ nghĩ rằng là à, nó phải là một cái hình gì đó, nó phải là một cái phương pháp gì đó. Nhưng đôi khi nó rất là đơn giản. À, mặt đồng hồ thì tròn, đường tròn khép kín đây có thể làm được đường dẫn hay không? Và đường dẫn thì chúng ta có hai dạng đường dẫn, một đường dẫn là cho tách và một đường dẫn là cho đối tượng blend. Đấy, blend đã nghĩ đến đã chạy được rồi, tại sao không nghĩ đến là tách cũng có thể chạy được trên một cái đường dẫn như thế. Vấn đề là chúng ta kiểm soát số lượng và khoảng cách chia cho nó đều thôi.
Tất nhiên blend thì nó dễ vì chúng ta kiểm soát ngay lập tức được số lượng là bao nhiêu đối tượng blend trung gian và chúng ta chia đều nó, có lệnh rất là dễ đấy. Nhưng mà tech cũng không phải là không kiểm soát được, mất công hơn, nghĩa là phải ngồi đếm xem là nhập bao nhiêu cái chữ y hoa vào đấy để có được từng cái vạch đấy, và cuối cùng thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái công cụ này, đến cái công cụ shape tool này để chúng ta có thể là gì đấy, giãn vào giãn ra những cái vạch này, tại vì cái số lượng này có thể là nó sẽ ít hơn hay nhiều hơn đấy, thì chúng ta lại phải điều chỉnh lại cái số. Nhưng đấy cũng coi như là một cách đấy, trong các cách khả thi. Ở đây tôi không nói rằng là cách nào nó cũng nhanh giống nhau và chính xác giống nhau, dễ giống nhau, có những cách thực ra là làm rất khó, rất lâu, nhưng mà dù sao đấy cũng là một cách có thể làm ra được một thứ gì đó trông giống giống như là yêu cầu của tôi ra cho các bạn, hoặc là yêu cầu, hoặc là giống mẫu của khách hàng đưa cho các bạn đấy. Cái thiết kế thì nó khác với cái lập trình ở cái chỗ là bạn có thể dùng các mẹo mực, bạn có thể dùng những cái trò ma mãnh, nói tóm lại là đi đường tắt cũng được, đi đường vòng cũng được, đi đường thẳng cũng được, miễn là làm sao cuối cùng tôi yêu cầu là đi từ điểm A đến điểm B, cuối cùng các bạn có mặt ở đấy đó. Còn bạn đi đường nào thì đấy là do tùy bạn lựa chọn, nhưng nếu biết được càng nhiều đường thì cái khả năng mà mình đến đích nó sẽ cao hơn, mà tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ chọn một cái con đường đi cho hợp lý. Tất nhiên đường nào ngắn nhất, nhanh nhất và chính xác nhất thì rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra thôi, chúng ta sẽ hiểu được là trong trường hợp này chúng ta nên chọn cái phương pháp nào là phương pháp tốt nhất. Nhưng nếu không có thử nghiệm, không có so sánh giữa các cái con đường khác nhau, các phương pháp khác nhau, thì có thể không bao giờ chúng ta tìm ra được cái con đường ngắn nhất cả, hoặc là chính xác nhất cả. Thì đấy chính là cái yếu tố mà tôi muốn các bạn là nên lật đi lật lại một cái yêu cầu nào đó để chúng ta có thể là xử lý nó một cách nhanh và dễ dàng. Thế đấy là blend. Bây giờ tôi có nên đưa các cái bài mẫu này cho các bạn để các bạn mổ xẻ ra các bạn xem thử không nhỉ? Rồi, thế chúng ta lại gửi nó lên trên Facebook nhá. OK, bài tập mẫu tôi lên rồi, các bạn có thể tốt nhất là các bạn nên lấy nó xuống máy mình dở ra xem thử xem cách học nhanh nhất và dễ nhất đối với những cái thiết kế ở trên tại Vector, nghĩa là cung cấp cho các bạn một cái file gốc để các bạn có thể tháo dỡ nó ra, các bạn quan sát nó vận hành như thế nào. Đấy, thì các bạn có thể là tìm ra ngay cái cách thức để mà làm ra một cái như thế, chỉ cần là tạo ra một bản sao thôi. Đấy, lấy bản chính nha,
đó, tạo một bản sao bên cạnh, sau đó tháo rỡ ngược nó ra và chúng ta sẽ biết được ngay là nó làm bằng cách như thế nào. Đấy thì các bạn thử nghiệm một chút đi, xem là có nắm được cái cung cách làm của người ta để mà tạo ra những sản phẩm như thế hay không.